chưa? Đây, chờ. Chẳng mượn vui anh nói chuyện nghe. Chuyện đời chiến sĩ sống say mê, đường xa lắm khi nương hồn về quê. Chiều lặng lẽ anh bước ra vườn khuya sáng mà hương đất hoang. Luôn nghẹn ngào để sớm tình mơ anh về đồng lúa. Tay phải thấy gì nữa, cái tay phải kiểu gì nữa, tay phải giác cái lưng. Ngày trở về có anh nông phu trong nàng cày vừa, vì thương yêu anh nên ngày trở về hết lòng lao xanh hết lòng giúp đỡ. Ngày trở về lúc nô đi nhau hát đùa chung ngó, gió mắt trăng thanh nên ngày trở về có anh thương mình sống đời qua. Tôi mới sao cầm lưng cái này thương mình giả vậy? Đây chứ không phải là cầm lưng. Bị chấn thương cột sống. Thầy đó ưa đóng phim tôi lắm. Vậy? Đi Nam Du á. Anh bước lên. Đấy anh nè. Ngày trở về những đóa hoa thăm thoát 10 năm nhớ anh vắng xa. Có nhiều khi rời hoa trắng già vì thiếu đàn bà. Đàn trẻ lùa bên lũ trâu tiếng bình yên. Từ đêm mãi dâu gió về đâu còn thương tiếng người dòng hát dầu râu. Kể chẳng ai, ai hỡi ai, ai nhớ chuyện ai, chuyện người con gái chiến binh ơi, vì sao lát tặc gia đình yên vui. Đừng thôi nghĩa thương đi, vì xuân đã về trên khắp quê hương. Chờ đèn không, vì nếu tôi quen em ngồi đóng áo em. Ngày lòng vắng, ngày trở về có anh thương binh thấy vợ hiền lành. Vì thương yêu anh nên ngày trở về có con trâu xanh hết lòng giúp anh. Ngày lại ngày, có em vui tươi trên trời bên nhau. Vì không chịu dắt vợ lại là gì? Có đôi khi thương sống đời. Mà chắc tao với mày chắc được 72 người hơn.